Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố dẫn đầu đã đến thủ đô La Habana bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Cuba. Chuyến công tác của đoàn nhằm triển khai kết quả chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào cuối tháng 3 năm nay, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Cuba. Ghi nhận của nhóm phóng viên HTV Tháp Tùng theo đoàn vừa gửi về. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong và đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh đã đến đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Công viên Hòa Bình, thủ đô La Habana của Cuba. Đây là biểu tượng cao cả của tình hữu nghị đặc biệt mẫu mực trong suốt chiều dài lịch sử giữa hai dân tộc Việt Nam và Cuba. Địa phương nơi đặt tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thành lập chi hội hữu nghị Cuba-Việt Nam và trong 10 năm qua đã có hàng trăm đoàn đại biểu của Việt Nam đến dâng hoa tượng đài Bác. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh đã đến dâng hoa tưởng niệm tại tượng đài Jose Marti trên quảng trường cách mạng ở thủ đô La Habana và thăm khu tưởng niệm Jose Marti, người anh hùng dân tộc của nhân dân Cuba. Đến chào xã giao và hội đàm với đồng chí Yolanda Ferrer, chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Cuba. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong đánh giá cao các thành quả mà Cuba đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt đường lối cập nhật hóa mô hình kinh tế xã hội tiếp tục được triển khai sâu rộng, bước đầu đạt kết quả tốt, cải thiện năng lực cung ứng hàng hóa, đời sống người dân từng bước được cải thiện, coi đây là cơ sở để Thành phố Hồ Chí Minh và Cuba thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực có nhiều tiềm năng. Hiện Việt Nam là một trong 10 quốc gia có kim ngạch trao đổi thương mại với Cuba cao nhất. Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu của Việt Nam chỉ chiếm khoảng 3,5% tổng giá trị nhập khẩu của Cuba và kim ngạch xuất khẩu hai chiều đạt hơn 200 triệu đô la Mỹ. Tiếp đó, đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh đã được Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lasso Hernandez đón tiếp, mong muốn Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ kinh nghiệm phát triển các mô hình phát triển kinh tế và thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại lên ngang tầm với quan hệ chính trị tốt đẹp trong những năm tới đây. Chiều cùng ngày, đoàn đã đến thăm và làm việc với trường Đại học La Habana nằm ở quận Vedado của thủ đô Cuba. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong bày tỏ sự ngưỡng mộ bề dày 290 năm tuổi với nhiều chuyên ngành đào tạo